Em tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Thưa quý vị các bác cùng anh em Tiến hôm nay vừa mới về được một đôi loa Bose 301 Study 2 Music Monitor dòng loa kiểm âm đến từ Canada các bác nha. Đôi loa này được sản xuất tại Canada. Tất nhiên thì hàng Mỹ thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta thừa biết rồi. Nó được sản xuất ở những nước như là tại Mỹ và Canada hay là Mexico hay là Ireland. Đấy, chúng ta thường hay bắt gặp thương hiệu Bose là được sản xuất trong bốn nước như vậy. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trước mắt quý vị các bác các anh em chúng ta đó là một đôi loa Bose 301 Series 2 Music Monitor dòng loa kiểm âm. Một đôi loa về mà em Tiến nó vừa mới về nhà em xong, thật sự nói câu vậy, nó vừa về trong buổi tối nay và em cũng vừa khui thùng ra. Thà không nói ra một câu là vừa mới khui thùng ra và khui thùng ra phát ném đưa vào đây ngay. Thà với quý vị các bác anh em chúng ta là chưa có động vào một tí rẻ nào, tức là em chưa lau chùi một tí tì nào ấy, nó đã đẹp mộc đến mức độ này thì phải nói là một đôi loa quá đẹp quá đỉnh. Còn đối với các bác thì em cũng không biết là các bác cái sức và cái sự đòi hỏi khi mà chúng ta dùng hàng bãi nó cầu kỳ đến mức độ như thế nào thì em cũng chưa rõ. Bởi vì chúng ta thừa biết là con người mà có người thế này người thế kia, có những người rất kỹ tính đến nỗi là không ai có thể chiều được, và những người kỹ tính đến mức độ như vậy thì tốt nhất là cũng không nên dùng hàng bãi. Bởi vì là nếu như kỹ tính đến mức độ mà hàng ấy nó phải bóng lọng, mà phải là tức là nó phải kiểu như là nó nhìn nó không có chỗ nào để chê ấy. Thì em nói thật các bác cũng chỉ đi sang các nước Mỹ hay Nhật hay là các nước người ta sản xuất là loa ấy. Các bác vào thẳng nhà máy đấy rồi các bác bảo là mày làm cho tao đôi loa, tao đưa từ đấy về cho trong shop đưa vào, mà lằng nhằng chuyển hộp shop và khéo vẫn bị sất vẫn bị sất đấy. Thế thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, em nói nôm na câu chuyện cho nó vui là như vậy thôi. Còn đâu thật sự mà nói là chúng ta thừa biết là chúng ta đang dùng cái gì và chúng ta đang được sở hữu những cái mặt hàng nó đến từ đâu và nguồn gốc nó ra làm sao, thì chúng ta phải thừa biết một câu nhận biết như này này. Đó là chúng ta đang dùng hàng bãi. Đấy, hàng bãi mà nhiều khi và chúng ta nhìn cái mặt mũi của những con nâm ni hay những cái đầu hay những cái gì nó kiểu như là nó đều đều, nó đẹp đẹp, nó muốt mắt, nhìn chúng ta thấy sạch sẽ là chúng ta thấy ok lắm rồi. Đấy, thấy ok lắm rồi. Bởi vì chúng ta phải thừa biết rằng những cái mặt hàng này người ta nước ngoài, nước Mỹ người ta sản xuất ra, người ta đã dùng từ những năm tám mấy không? Đây, ví dụ những cái dòng loa như này thì nó sản xuất vào những năm 86, 88 đúng không? Đấy, thì bây giờ đến thời điểm bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Hết bao nhiêu năm rồi? Ba mươi mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi thì chúng ta thấy là con người chúng ta sống đến gần ấy năm nó cũng già đua đi, cũng già lua đi, và cái quần cái áo của chúng ta cũng vậy. Mặc nó cứ cũ đi, nó rách đi. Đấy, chúng ta phải thừa hiểu như vậy, phai màu theo thời gian rồi theo năm tháng. Đấy, nói như thế nha các bác nhé. Thì thưa quý vị, các bác anh nhà chúng ta, đây là một đôi loa em nói câu là đẹp tuyệt kỹ. Đấy, em Tiến nói một câu là hàng bãi mà nó đẹp tuyệt kỹ như thế này thì đối với em Tiến thì em Tiến nó quá mãn nhãn rồi. Còn không biết được các bác cái sự đòi hỏi của các bác đến mức độ nào thì em cũng chưa rõ. Bây giờ thì em kính mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến thăm ngắm đôi loa này. Em đã nói rồi là đôi loa này em Tiến chưa hề động một nhát rẻ nào, tức là chưa lau chùi một tí tì nào và trên đôi loa này không. Thì đây là cái thùng mộc của nó nha. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là những vết bụi bẩn phải không nào, những vết bụi bẩn. Còn đâu các bác phải những người mà sành chơi ấy thì các bác phải nhìn những cái góc cạnh rất là bực mình cái máy quay này. Em sẽ bỏ cái máy quay ra rồi. Thế nó bực mình như đấy, các bác nhìn này, cái chân tôi cái cây cây chống rung em này rồi nhảy loạn luôn. Đấy, tắt đi. Thôi, tí đài có khả năng là tí đến lúc test nhạc ấy, thì em sẽ để nguyên thì em thì nó không bị ảo tưởng. Đây các bác này, đấy những cái bụi bẩn này thì thật sự nói chỉ cần lau qua phát sạch bóng luôn, những vết bẩn này lau qua phát sạch bóng. Còn các bác nhìn này, các cái góc cạnh của nó nhá, các góc cạnh của nó này nó không hề bị xuất sẹo một tí nào,
Đấy, các bác nhìn anh em này, các anh em mình nhìn này, các mặt tiền của nó này không hề xót xẹo một tí tì ti nào. Điều này cho chúng ta thấy là về thân thùng của đôi loa này nó quá mãn nhãn, thật sự nói câu vậy, quá mãn nhãn, quá đẹp. Còn về phía đằng sau thùng thì không phải đôi loa này, nó như thế này và rất nhiều đôi loa bốt thì nước ngoài họ dùng ấy là họ treo tường. À, chúng ta thấy họ treo tường. Đây là những cái lỗ mà họ bắt những con ốc vít nhỏ thôi, chứ không to, bắt những con ốc vít nhỏ thôi vào để họ treo. À, đúng không các bạn nhá. Thế thì những cái vết, những cái mà cái lỗ bắt vít này này thì em Tiến sẽ chỉ cho các bác nhá. Em Tiến sẽ chỉ cho các bác đấy, bằng phẳng luôn, anh em yên tâm. Em Tiến có kinh nghiệm làm việc này. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là tem của loa. Loa Bose 301 Study 2 Music Monitor có trở kháng 8 ohm. Và cái công suất thì tất nhiên rồi, loa Bose nào cũng thế, cũng đạt công suất là ngưỡng là từ 175W, đó là công suất tối đa. Và đây các bác đang nhìn dòng chữ rất nét, đây đó là dòng chữ Made in Canada các bác nhá, Made in Canada, và ở trên của nó là Pottingham các bác nhá. Bao giờ cũng vậy, Pottingham là Mỹ các bác nhá, là Mỹ. Còn đâu dưới Canada thì thương hiệu của Mỹ này, sản xuất ở Canada. Đôi loa này nó bước chân ra khi mà nó được ra đời thì từ ở nhà máy bên nước Canada anh em nhá. Thì bây giờ mời quý vị, còn đâu vé căng nhá các bác này, vé căng không bị bục một chỗ nào. Đấy, anh em nhìn không, nguyên bản không bị bục một chỗ nào. Đấy, đây và các cái ca lẹp này cũng thế, các bác thấy à, nó còn nguyên bụi luôn. Đấy, nguyên bụi luôn nhá. Cái này thì đơn giản đâu, và đảm bảo với quý vị các bác anh em chúng ta là khi mà các bác anh em chúng ta nhận hàng ấy, nó sẽ đen bóng và nó sẽ bóng bẩy hơn thế này nhiều, cực kỳ đẹp. Đấy các bác nhá. Đây là căng này. Đấy, mỹ mãn chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy, anh em nhá. Đấy. Đây. Dịt đét luôn. Thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là cái loa, cái gì nhỉ, em đang làm thì cái có một cái thiết bị chắc là xoay dây loa chăng, là cái âm đi nó có tiếng kêu. Thì đây đây là một cái loa bát có đường kính 20, chất liệu bằng giấy, gân mút zin nguyên bản. Zin nguyên bản này anh em này. Cái gân này nhá, em đảm bảo với quý vị các bác các anh em chúng ta là các bác chơi từ khoảng 8 năm trở lên các bác nhá. Cái gân zin này này, anh em chúng ta sử dụng chơi, và nhà anh em chúng ta sử dụng chơi là từ 8 năm trở lên chứ không hề có trở xuống. Bởi vì cái kinh nghiệm của những người thợ bán loa như em Tiến nói rất thật luôn, nếu mà sử dụng được bao lâu thì em sẽ báo các bác là sử dụng được bấy lâu, thôi anh em mang đi thay. Rồi không, chỗ khu vực các bác mà không có thợ thay gân của loa bốt này thì hãy gửi trực tiếp cái loa bát về, em Tiến sẽ thay gân và gửi lại cho quý vị các bác của anh em. Đôi gân này em dám khẳng định quý vị các bác anh em chúng ta là chơi từ 8 năm trở lên chứ không có trở xuống anh em nha. Hàng mộc mạc zin nguyên bản. Và đây là cái tép này, cái loa tép các bác nha, loa tép này. Ấy, quá đẹp, đẹp chưa? Mãn nhãn cục tình luôn nhá anh em nhá. Không có gì để mà tả về đôi loa này. À, nó quá đẹp, quá hoàn mỹ luôn anh em nhá. Quá hoàn mỹ luôn. Đấy, gân zin. Seri của cặp loa trùng nhau anh em nhá. Đấy. Đây, quá đẹp các bác nha. Rồi, mời anh em cho xem là tuyến loa tép trước. Rồi, đẹp chưa anh em? Quá đẹp luôn, đó nào, quá đẹp luôn, không có điều gì để chê cả anh em nhá. Đây này anh em nhá, quá là mãn nhãn cuộc tình luôn các bác nha, mỹ mãn cuộc đời. Đấy, tem mác nó rất là khôi ngô tuấn tú, vàng đẹp. Đấy, màu tem của Canada cực kỳ đẹp. Tem nó kiểu màu vàng chanh ấy các bác nhá. Dòng Canada bắt đầu có cái tem này kiểu màu vàng chanh. Rồi ok nhá.
Anh em này, các lũ linh này, em sẽ chỉ cho quý vị các bác anh em chúng ta. Đây là một đôi loa hàng mộc mạc từ bãi về các bác nha. Hàng bãi mộc Campuchia về. Ok luôn. Thì bây giờ đến lượt báo giá cho cặp loa này. Thì một cặp loa đẹp như này thì em Tiến có giá bán là 6.300.000 các bác nha. Hàng đến từ Canada. Hàng Canada nó đắt hơn các bác nhá. Hàng Canada nó cao tiền hơn đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Một đôi loa đẹp đến mức độ như thế này, zin như thế này. Em Tiến bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá 6.300.000 đồng không bao gồm cước vận chuyển anh em nhá. Và đây là một con âm ni đà lông PMA 780D các bác nhá. 780D. Nó quá đẹp, thật sự nó quá đẹp luôn anh em nhá. Đẹp thiếu xốp luôn anh em ơi. Để em xem em quay cái dây xem có tuột cái dây không. Đây rồi. Dây tuột đấy. Cứ xoay xoay cái loa này nhiều khi là mình cái dây đằng sau bấu ấy, mình quay cho anh em xem ấy, là nó cũng có thể em Tiến bắt lỏng là nó hơi bị lỏng anh em nhá. Đấy. Bây giờ thì em sẽ bật nguồn và test nhạc cho quý vị các bác cùng anh em. Giờ thì em sẽ lại lắp cái máy quay này vào cái này để em đỡ phải giữ. Đấy, rất là loằng ngoằng. Cây trung dung này em Tiến mới mua nên thành ra là thay phí tiền quá. Rồi, được rồi. Hơi lạch lạch nhỉ. Rồi, ok rồi. Đấy. Đấy, tất nhiên là có cái cây chống rung vào thì các bác xem video nó sẽ đỡ rung lắc hơn. Và bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng hướng đến tivi nhé. Tivi này thì em sẽ lấy nhạc mạng từ tivi xuống qua chiếc đầu giải mã, đó là chiếc đầu Pioneer Modern PDR D5. Chiếc đầu đó vừa chạy đĩa CD và kiêm giải mã cổng quang và đường analog các bác nha. Điện 100V mặt vàng chanh rất là đẹp. Chiếc đầu hàng đấu giá về ở từ bên siêu thị Nhật về anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Chiếc đầu đó có giá 3.500.000 các bác nhá. Ở dưới tấm biển các bác nhá, giá 3.500.000. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe nhạc này. Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thương. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp tên hay lòng mình đang tên. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha, người khuất xa, chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba, rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đêm sâu thao thức, ngàn vì sao mộng hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Dẫn hoài xuống hư không cuộc tình đau.
tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan. Trời sắp tên hay lòng mình đang tên. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha, người khuất xa. Chỉ còn chút hương xưa, rồi cũng phong ba, rụng cùng buồn. Dòng sông đêm hồn đêm sâu thao thức. Ngàn vì sao mộng hay lệ khóc nhau. Đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Dẫn hoài xuống hư không cuộc tình. Ngày vực sâu dẫn hoài xuống hư không cuộc tình đau.